Cựu danh thủ Nguyễn Anh Đức đã có thành tích đầu tiên trong sự nghiệp huấn luyện viên khi dẫn dắt Long An về đích thứ 3 ở giải hạng nhất 2023. Trước vòng cuối giải hạng nhất 2023, câu lạc bộ Long An đã chắc chắn có mặt trong nhóm 3 đội dẫn đầu. Tuy nhiên, được chơi trên sân nhà ở vòng cuối cùng, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Anh Đức với mục tiêu tri ân người hâm mộ đã giành chiến thắng thuyết phục 3-1 trước câu lạc bộ Huế. 3 điểm có được giúp Long An kết thúc giải hạng nhất 2023 với 31 điểm, đứng hạng 3 chung cuộc. Thành tích này giúp câu lạc bộ Long An giành tấm huy chương đồng. Mình rất là vui khi cùng với tất cả đội bóng đã giành được huy chương đồng của mùa giải 2023. Thật sự là mình rất cảm ơn ban lãnh đạo và toàn thể tập thể đã cố gắng trong những buổi tập và buổi thi đấu. Cho nên đây cũng là một cái thành tích khích lệ cho toàn đội. Cảm ơn. Thật sự mình về đây cái tâm thế mình về đây thật sự là muốn giúp đỡ cho các em xây dựng cho Long An một cái lối chơi. Chơi với bóng chứ không phải là mình nói là bóng đá mình cứ chạy theo bóng, cho nên mình về đây mình xây dựng và hỗ trợ các anh em làm như thế nào cho các em tự tin để chơi được với bóng. Mà mình rất là vui mừng vì các em đã hiểu được cách vận hành của đội và các em thực hiện rất là tốt. Xin cảm ơn. Người hâm mộ bóng đá Long An kỳ vọng tấm huy chương đồng ở mùa giải năm nay sẽ là tiền đề giúp đội nhà thi đấu tốt hơn và sớm giành quyền thăng hạng lên V-League trong tương lai.